Với sự trỗi dậy của kỷ nguyên cạnh tranh địa chính trị mới, thì hãng Nikkei đã cân nhắc về khả năng xung đột lớn trong 5 năm tới. Trong 6 cuộc xung đột nước lớn được đánh giá là có nguy cơ dễ xảy ra nhất sẽ được Go Việt Nam tìm hiểu dưới đây. Và trong các cuộc xung đột này, được đánh giá là có nguy cơ nhất, đa phần thì bắt nguồn từ thời chiến tranh lạnh và dễ bị kích hoạt trở lại trong bối cảnh xuất hiện chu kỳ căng thẳng mới giữa phương Đông và phương Tây. 1. Điểm nóng Đài Loan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ là Nancy Pelosi đã thăm hòn đảo Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Ngay lập tức, Trung Quốc đã phản ứng đầy thịnh nộ, khiến cho nhiều nước trong khu vực phải căng thẳng. Bắc Kinh nhìn nhận chuyến thăm như là một sự thách thức trực tiếp hiện trạng tại vùng lãnh thổ này có từ cách đây 5 thập kỷ, trong đó Mỹ công nhận chính quyền Bắc Kinh chứ không công nhận chính quyền Đài Bắc. Trung Quốc đã thực hiện ngay cuộc diễn tập bắn đạn thật xung quanh Đài Loan, khiến cho dư luận lo ngại Bắc Kinh có thể phong tỏa vùng lãnh thổ này và bình thường hóa trạng thái căng thẳng trước đó với Đài Loan. Trung Quốc và Mỹ từng chứng kiến nhiều vụ khủng hoảng liên quan đến Đài Loan trong quá khứ, nhưng giới phân tích cho rằng trong bối cảnh xung đột Ukraine và Nga hiện nay thì Trung Quốc có thể hành động mạnh tay. Tổng giám đốc tổ chức nghiên cứu mang tên Quỹ Nixken Đài Loan nhận định có khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng chiến tranh kinh tế và tài chính trong vài năm tới, nhưng cũng không loại trừ khả năng chiến tranh nóng. Theo như ông Trân, thì người dân Đài Loan đang có ý thức rất rõ về nguy cơ xung đột quân sự. 2. Trung Quốc và Ấn Độ. Đỉnh dãy núi Himalaya đã là nơi đối đầu giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong hàng thập kỷ. Hai nước đông dân nhất châu Á này đã từng chứng kiến qua một cuộc chiến tranh chóng vánh vào năm 1962. Kể từ đó thì quân đội hai nước thường xuyên giáp mặt nhau ở vùng đất này. Trong 2 năm, xung đột Trung-Ấn tập trung vào thung lũng Galwan ở vùng đông Ladakh ở độ cao 5.000m so với mực nước biển. Binh sĩ hai bên thường không được cấp trên trao súng nhằm hạn chế nguy cơ leo thang. Thế nhưng mà vẫn có nhiều lúc tình hình vượt ra khỏi kiểm soát. Vào mùa hè năm 2020, thì cuộc đối đầu giữa đôi bên trên một con đường lớn đã xấu đi nhanh chóng với màn giáp lá cà giữa lính Trung Quốc và Ấn Độ. Hậu quả thì 12 lính Ấn Độ cùng với 4 lính Trung Quốc đã tử vong. Konda Bali, giáo sư Trung Quốc học, hiệu trưởng trường quốc tế học tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi, Ấn Độ, đã nhận định về cuộc xung đột lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong 5 năm tới là điều có thể hoàn toàn xảy ra. Banka Jiha, một giáo sư Ấn Độ khác cũng cho rằng, trong bối cảnh Trung Quốc chịu áp lực từ nhiều phía, thì có khả năng trong tương lai họ sẽ làm điều gì đó ở vùng biên giới. 3. Trung Quốc và Nhật Bản. Căng thẳng liên quan đến các đảo ở biển Hoa Đông có thể sôi động trở lại sớm hơn so với dự kiến. Vào đầu tháng 8 năm 2022, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Tokyo đã thực hiện một cuộc diễn tập quân sự mô phỏng cuộc khủng hoảng quanh quần đảo Senkaku, tức là đảo điếu ngư do Nhật Bản quản lý trên thực tế, nhưng Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền. Trong mô phỏng này thì lấy bối cảnh vào tháng 8 năm 2027, 200 tàu cá của Trung Quốc tiến gần đến đảo điếu ngư, một số ngư dân được vũ trang, ám chỉ họ là lực lượng đặc biệt. Sau đó một số tàu cá đâm va với tàu tuần duyên Nhật Bản và hàng chục ngư dân đổ bộ lên trên các đảo. Thực tế thì vào tháng 12 năm 2008 thì Trung Quốc đã có nỗ lực giành quyền kiểm soát đối với quần đảo này khi hai tàu của chính quyền Trung Quốc lần đầu tiên tiến vào vùng biển sát với quần đảo điếu ngư. Hai tàu này ở lại trong vòng 9 tiếng đồng hồ, bất chấp lời cảnh báo từ tuần duyên Nhật Bản. Vào tháng 9 năm 2012, thì Nhật Bản đã quốc hữu hóa quần đảo điếu ngư này. Sau đó, các tàu thủy của chính quyền Trung Quốc tiến vào vùng biển sát với quần đảo này hàng ngày, gây ra tình thế vô cùng căng thẳng giữa hai nước. Nobukatsu Kanehara, một nhà cựu ngoại giao của Nhật Bản cho rằng, nếu mà có xung đột xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, thì cũng có khả năng Trung Quốc sẽ động thủ với lại quần đảo điếu ngư. 4. Triều Tiên với Hàn Quốc. 4 năm trước, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc là Moon Jae-in đã bắt tay ôm lấy nhau trong khu phi quân sự giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên. Người ta bắt đầu hy vọng nhiều về một cuộc hòa giải thực chất. Thế nhưng mà Hàn Quốc ngày nay đã thay đổi thái độ. Tân Tổng thống Hàn Quốc là Yoon Suk-yeol đắc cử vào tháng 5 năm 2022 đã ưu tiên đảo ngược lại những hòa dịu mà Hàn Quốc đã đạt được dưới thời của Tổng thống Moon. Ông Jun cho nối lại tập trận với Mỹ. Ông còn tập trung một chiến lược quân sự với nội dung rất gắn với ban lãnh đạo Triều Tiên trong tình huống nổ ra chiến tranh giữa hai nước. Ngược lại, về phần mình, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng dùng những ngôn từ tiêu cực để gọi chính quyền của Tổng thống Jun. Ông Kim nhấn mạnh rằng Triều Tiên hoàn toàn được chuẩn bị để phản ứng lại mọi tình huống khủng hoảng và răn đe hạt nhân của đất nước chúng ta cũng sẵn sàng để huy động nếu như cần thiết.
Daniel Dobrychik, một nghiên cứu viên tại Tổ chức Nghiên cứu ở Washington cho rằng quan hệ Liên Triều Tiên về thực chất đã tan vỡ, môi trường đang nóng lên. 5. Ấn Độ và Pakistan. Vùng tranh chấp Kashmir là nguồn gốc chính cho căng thẳng giữa đôi bên. Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành 4 cuộc chiến tranh với nhau kể từ khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ vào năm 1947. Hai nước Nam Á này giao tranh ở vùng tranh chấp Kashmir trong năm 1948 và 1999. Cũng có hai cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa Ấn Độ và Pakistan vào năm 1965 cũng như là năm 1971. Pakistan mất lãnh thổ phía đông, nay là Bangladesh, do cuộc chiến năm 1971, và cả hai nước này đều sở hữu vũ khí hạt nhân. 6. Afghanistan. Sau khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, thì các cuộc giao tranh lớn đã chấm dứt ở quốc gia Nam Á này, nhưng vẫn còn đó tình trạng đối đầu trong khu vực và khủng hoảng nhân đạo. Giới chuyên gia thừa nhận thì hơn một năm qua, bạo lực vũ trang đã giảm đáng kể ở quốc gia này. Liên Hợp Quốc ước tính thì bạo lực đã giảm tới 18% so với trước đây. Tuy nhiên, Afghanistan đang vật vã với nạn đói và tình trạng thiếu thốn thuốc men, đồng thời đứng trước nguy cơ có sự can thiệp từ nước ngoài, mà chính sự can thiệp này trong quá khứ đã dẫn đến cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở quốc gia này. Các chuyên viên cao cấp ở Viện Hòa bình Mỹ cho rằng quốc gia có khả năng can thiệp cao nhất vào Afghanistan đó chính là Pakistan. Do Pakistan có vấn đề với phong trào chiến binh địa phương cùng tên nhưng khác tổ chức với phong trào Taliban ở Afghanistan, và các chuyên gia cũng dự báo thêm thì có thể Pakistan sẽ thực hiện một số cuộc tấn công vào phía đông của Afghanistan, từ đó có thể gây leo thang bạo lực. Còn các chuyên gia trong nhóm khủng hoảng quốc tế thì nhận định cần tránh để các nước phương Tây nối lại các cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Ông này bày tỏ rằng hy vọng phương Tây sẽ từ bỏ thói quen quẳng tiền hoặc vũ khí cho các nhân tố phi nhà nước ở Afghanistan.